Để vào sân khởi động. Đây là những tiềm năng của các đô vật quý đến từ Xuân Thanh Lai xã Minh Chí. Rồi các tuyến đang đeo trang phục cho hai đô quý vào sân thi đấu. Chúng ta vẫn đang cho đôi
Bắc Phú, sân Thanh Trí, sân Lập Trí và sân Thái Lan, các sân đang có lèo. Đúng 8 giờ sáng ngày mai các đội có mặt tại sới để bắt đầu vào thi đấu giải. Cho Ando vào sới. Đánh đài. Tiếp tục thay đổi thi đấu. Rất hay. Ban tổ chức vẫn ưu ái Ưu Đô vật ký để vào sân khởi động.